Đồng hồ là một làng nghề ở vùng Kinh Bắc xưa. Đồng hồ bình dị như mọi làng, mà độc đáo ở nghề tranh. Khi chế độ phong kiến suy tàn, hệ tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong quần chúng nhân dân, thì nhiều thể loại nghệ thuật dân gian, trong đó có dòng tranh đồng hồ, được ra đời. Nhờ giao lưu buôn bán phát triển, tranh có đất để bắt rễ vào cuộc sống. Đồng hồ dần hình thành một làng nghề, nhưng chưa rời bỏ được ruộng đồng để tiến tới phường thị hay phố làng, mà ở đó nghề thủ công át hẳn nghề nông. Cũng giống như làng chạm gỗ, làng đan lát, làng thêu, làng lụa, đồng hồ làm tranh và các loại mặt hàng thủ công bằng giấy vào những lúc nông nhàn. Sinh ra từ đời sống ở đây rất cụ thể, thật phóng khoáng và tự nhiên, như mọi sinh hoạt và thú vui, như cơm ăn và nước uống hàng ngày. Những con người lam lũ, những con vật bình dị, những cảnh đời buồn vui chốn thôn dã đã là đối tượng quen thuộc của tranh dân gian làng hồ. Con người gắn bó với thiên nhiên êm ả, con người gắn bó với con người, với làng xóm thân thương. Nghệ thuật tranh đồng hồ hồn nhiên như ca dao, như tiếng mẹ ru, như câu hát ví đồng sâu. Người vẽ tranh, người thợ cày với cuộc sống thanh đạm chỉ là một. Người thợ cày cũng là người nghệ nhân có hoa tay, giàu tưởng tượng, họa lên những tình cảm, những ước mong của làng xóm. Làng xóm nhỏ bé êm đềm trong bốn phía chân tre, nhưng có sức sống mãnh liệt. Ở đấy, người ta biết tập hợp ý nghĩ, niềm tin và hành động, vươn tới những khát vọng, những ước mơ tốt đẹp của con người. Mẫu tranh sáng tác xong được chuyển cho thợ khắc. Từ chạm gỗ trang trí đình chùa sang kỹ nghệ khắc ván tranh là nét sáng tạo riêng của đồng hồ. Rất nhiều công phu tìm tòi sáng tạo, từ khổ ván hợp với cữ tay in đến việc chọn gỗ và cách khắc sao cho in lên nét đẹp lại lâu bền với thời gian. Ván in tranh đối với mọi nhà làm tranh, dòng họ làm tranh, trở thành tài sản quý, là vật gia bảo truyền lại cho con cháu đời đời. Được làm bằng gỗ tốt lại được giữ gìn cẩn thận, nên những ván tranh dùng lâu năm đã lên nước, đanh cứng như sừng. Vỏ cây gió bình dị của núi rừng Việt Bắc, Quảng Ninh được các làng nghề giấy đem về làm nguyên liệu, xeo lên một thứ giấy gió lụa rất đặc biệt. Giấy mỏng, nhẹ, dai lại xốp, nổi vân gió, dễ hút màu, làm nền in tranh thật tuyệt. Cây tre Việt Nam đã gắn bó thắm thiết, đã bao đời với người nông dân. Nhưng với quê tranh đồng hồ, tre còn là nguồn lá dồi dào để làm mực in tranh. Lá tre già phơi nỏ, hun sao cho cháy vừa độ, gom lấy than, đem ngâm nước và ủ kỹ. Thời gian ngâm ủ càng lâu, màu đen càng sâu đậm, mà vẫn xôm xốp nhẹ nhàng.
than lá tre tuyệt nhiên chẳng thua kém mực in của bất kỳ một chế phẩm nào của thời đại công nghiệp. Màu trắng được chế từ mai con sò, con điệp rất sẵn ở miền biển. Vỏ sò điệp được chọn rửa sạch sẽ, giã nhỏ thành cát, rồi lọc, rồi luyện với hồ nếp, làm chất liệu để bồi giấy, cũng như in các mảng màu trắng của tranh. Kỹ thuật nấu hồ điệp thật kỳ công, sao cho không non mà cũng chẳng già. Bột điệp mới không bao giờ bong, không bao giờ rụng khỏi mặt tranh. Nền điệp khiến tờ giấy gió dày hơn mà lại vẫn mềm, dễ ăn màu. Các màu khác như vàng ấm được chế từ hạt rành rành, hoa hòe hay nghệ cổ. Màu đỏ tươi từ hoa hiên, gỗ vang trẻ nhỏ sắc kỹ. Màu nâu đậm từ sỏi son tán bột và màu xanh tím từ rỉ đồng, lá tràm ngâm vôi. Tất cả cây cỏ hoa lá quanh mình đã tạo nên một bảng màu độc đáo, thật chân quê. Người làng Hồ gọi màu là thuốc cái, thường dùng ở dạng nguyên chất, ít pha trộn hay in trồng màu. Các màu được chắt lọc từ thiên nhiên hoang sơ, nên tờ tranh Đông Hồ có độ ổn định màu rất cao, có sức chịu sự phôi pha của thời gian và môi cảnh dân dã. Mỗi màu một bản khắc, mỗi màu một lần in, cuối cùng là nét đen định vị. Cách in đơn giản đến không ngờ, màu sắc đơn giản đến tối thiểu, nhưng đối chọi và mạch lạc, hiệu quả cực kỳ giàu có, tươi vui. Nghề tranh trong mỗi nhà được phân chia thứ bậc công việc rành rẽ. Các nghệ nhân sáng tác vẽ mẫu và khắc ván, những công việc quan trọng mở đầu. Rồi đến mọi việc còn lại, in làm màu thì trong nhà ai cũng thuộc. Người có tuổi bảo lớp người sau, cứ làm mãi cái nghề thành nhuyễn, ngấm vào thành thói quen mỗi người, mỗi nhà. Cha truyền, con nối, làm tranh trở thành thần nghề của Đông Hồ. Tranh Đông Hồ có cả thể vài trăm bản, cũng chả nhiều. Thế mà chứa đựng đầy cả tâm hồn tình cảm con người chân quê. Hình thức hết sức đơn giản, mà đặc biệt nghệ thuật ở tài hoa đơn giản ấy, và sự độc đáo khác hẳn so với kỹ thuật tinh vi, đồ sộ của tranh khắc gỗ Trung Hoa và Nhật Bản. Nghệ sĩ sáng tác tranh Đông Hồ không mô tả cái ác, cái khổ, mà tinh thần tỏa ra trong tranh thật trong trẻo, chỉ ngăn ác và khuyến thiện, chỉ cầu chúc may mắn hanh thông. Tiếng nói nhân nghĩa có ở mọi nơi trong xóm ngõ, trong tâm tình hồn nhiên của người lao động. Hỡi cô đi đường cái quan, dừng chân ngắm cảnh mà tan nỗi sầu. Mua tờ tranh điệp tươi màu, mua đàn gà lợn thi nhau đẻ nhiều. Câu ca có nội dung khen ngợi cho tranh, còn bức tranh thì cổ vũ cho cuộc sống. Một đàn lợn đàn gà trong đời thực vào tranh, càng khơi gợi cảnh nhà sum họp, tình cha mẹ, vợ chồng con cái và hạnh phúc. Rất ăn nhập với mỹ cảm chung của con người tay cày tay cuốc. Màu sắc phong phú của bộ tranh bốn mùa. Bốn mùa cảnh, bốn mùa tình. Xuân, hạ, thu.
thu đông, mùa nào cũng là hớn hở, như đưa ánh sáng vào, bừng lên sự sống, lu mờ cái cô quạnh trong nếp nhà tranh. Lòng yêu nước thương nòi của người nông dân làng Hồ mộc mạc mà nồng nàn, thể hiện ở một loạt các bộ tranh về đề tài lịch sử. Ta thấy thật cảm kích với bức bà Triệu cưỡi voi, người nữ anh hùng thời dựng nước đẹp như trong chiêm bao, ra trận với khí thế hào hùng. Dáng dấp tạo hình ở đây đã được phát huy từ phong cách sáng tác truyền thống của dân tộc. Với con mắt nhìn dí dỏm, đầy tính hài hước, tinh nghịch của người nông dân, nhiều tranh để lại trong trí nhớ mọi người những ấn tượng sâu thẳm, vừa ấm ở hóm hình lại vô cùng tình tứ như câu thơ để trên tranh. Khen ai khéo dựng lên dừa, đấy trèo đây hứng cho vừa một đôi. Rồi có câu thơ lại dịu dàng khéo léo xuê xoa, thôi thôi vuốt giận làm lành, chi điều sinh sự nhục mình nhục ta. Nghệ thuật đồ họa ở đây thật cô đọng, bố cục đơn giản, đường nét gợi tả ngắn gọn mà tính cách nhân vật được bộc lộ đầy đủ. Không gian bức tranh được hoạch định cụ thể. Thầy đồ cóc và chàng chuột Vinh Quy, những tranh ngộ nghĩnh hóm hình này đã khiến ta liên tưởng tới các bậc thầy của chuyện ngụ ngôn trên thế giới. Thì ra Đông, Tây, Kim, Cổ, ở đâu bọn ăn trên ngồi chốc cũng thối nát, cũng nhố nhăng, cũng đục khoét, hợm đời, và nụ cười của nhân dân lao động cũng nhất mực thông minh tài hoa. Chuyện Kiều đi vào dân như thế này, nét mạch lạc, màu giản dị, nhân vật nhận ra ngay. Tích Chuyện Kiều thì ai cũng biết rồi, cũng như 3254 câu Kiều ai cũng thuộc. Hát và du con, ví von và bói Kiều, không cần điển cố ở đâu đâu hay chiết tự nhiều trí nhớ. Tranh Đông Hồ của quê nên biểu cảm mạnh mẽ, khác tranh hàng chống phố phường yểu điệu, hoa mỹ hơn. Chỉ có vài trăm tranh thôi mà đủ cả đời sống và chờ mong, giáo lý và vui cười trong cả phần hồn và phần xác. Nó tan ra chợ, nó hòa vào mùa xuân ngày Tết. Người ta mua tranh như mua hương hoa, rau cỏ cần dùng cho đời sống hàng ngày, lại vui sướng như đồng quà tấm bánh của mẹ đón tay trẻ nhỏ trong buổi chợ về. Mua tranh như đong gạo nếp, đỗ xanh, sắm cây nêu, nải quả cho đầy đủ hương vị ngày xuân. Tết về nhớ bánh chưng xanh, nhớ chàng pháo chuột, nhớ tranh lợn gà. Nghệ thuật tranh làng Hồ gắn với đời sống ở cả cách chuyển giao và sử dụng. Như vậy ngày nay, nghệ thuật nào mà chả mong có sự hòa trong đời sống như thế. Ngày xưa hình như thế này chăng, đẹp và hòa hợp biết bao. Đông Hồ còn đó, tranh Đông Hồ như nước giếng thơi mát trong của kỷ niệm. Văn hóa làng Việt Nam được hình thành và phát triển với nhiều giá trị vật chất tinh thần to lớn. Thời xưa, làng có ba ngôi nhà chính. Chùa đặt ở nơi yên tĩnh là chốn an ủi gửi gắm tuổi hạc. Đình là nơi vui chơi tụ hội việc làng và thờ thành hoàng của làng. Ngôi nhà ba gian thân thuộc với vườn ao ngõ xóm, khoảnh tre, tổ ấm mỗi người, mỗi nhà.
Từ lâu nghệ thuật tạo hình đã có mặt ở khắp nơi. Phù điêu chạm nổi ở đình làng, tượng Phật trên chùa, tranh ở nhà dân. Tranh đồng hồ chiếm cứ không gian và tầm mắt, tác dụng thật cụ thể, thật rõ. Trên thực tế, trải bao nhiêu đời đã cảm hóa và ăn sâu vào tâm hồn Việt Nam. Nó xa rồi, tay cầm tờ tranh mà còn xiết bao gần gũi. Một buổi trưa không rõ tự thuở nào, như buổi trưa nhẹ nhẹ trong ca dao. Cầm tờ tranh lẫn lộn với cầm tay, ta tình tự với mình như thế. Nhưng có lúc thật chả hợp, chả duyên, nhất là trong thời thị dân hóa, khiến ông Tú Xương phải bực mình, loẹt loè trên vách bức tranh gà. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nổi bay đi ít nhiều. Tranh đồng hồ rồi đi về đâu? Người nghệ nhân, người thợ vẽ làng Hồ nghĩ gì? Như mọi sản phẩm thủ công lừng danh một thời, ngày nay tranh đồng hồ đã vượt giới hạn làng xóm quê ta mà chiếm chỗ trong du lịch và lưu niệm ở nhiều nơi trên thế giới. Song đã có lúc mai một đi, như đình chùa bị hiểu lầm, quên lãng, mặc thời gian và gió mưa vô tình tàn phá. Là văn hóa truyền thống, tranh đồng hồ được trân trọng giữ gìn ở bảo tàng nhà nước, được nhiều thế hệ nối tiếp nghiên cứu, nghĩ suy. Nó sống trong sự sáng tạo của nghệ thuật hiện đại, là nghệ thuật hướng thiện của một đời sống tư tưởng gắn với thiên nhiên. Tranh đồng hồ là thí dụ lớn về nghệ thuật và cuộc sống. Giá trị nghệ thuật lớn lao và bước thăng trầm của đồng hồ còn đó, như cây đa, như mái đình, tiếng chuông chùa hay cái cổng làng xưa. Thật trong lành như nước mưa từ bệ hoa cau chảy xuống chậu đồng. Phải được cấy vào đời sống ngày nay như thế nào? Văn hóa truyền thống sống như thế nào trong xã hội ngày nay? Việc ấy cũng bức thiết, chẳng khác giữ gìn những cổ vật quý giá vậy. Phú quý và vinh hoa, nghĩa này ngày nay đã khác, nội dung hình thức ngày nay đã khác, song ai chẳng mong giàu có và được tôn trọng. Ta mong cho mình và cho người, theo nhắn nhủ mong ước ấy, ta giữ gìn giá trị nhân văn đó của tranh đồng hồ.